Xin chào các bạn. Chúng ta xem lại cái bài trước một chút xíu ha. Thì cái con điện trở dùng để kéo kéo một cái chân của vi điều khiển lên trên nguồn như thế này. Thì người ta gọi nó là điện trở treo các bạn. Điện trở treo dùng để nối một chân của vi điều khiển lên nguồn. Thì ở đây mình gắn thêm một con điện trở ở ngoài để kéo nó lên nguồn thì mình gọi là điện trở treo ở bên ngoài. Còn thật sự ra ở bên trong cái con vi điều khiển Atmega 32 á, thì mỗi chân của nó đều đã có một cái con điện trở treo lên sẵn ở trên nguồn rồi. Do đó nếu mà các bạn sử dụng cách mắc nút nhấn mà tích cực ở mức thấp á, thì các bạn không cần phải gắn con điện trở treo này nữa. Không cần phải gắn con điện trở treo này nữa. Nó sẽ tiết kiệm được số linh kiện cho các bạn. Mặc dù chỉ là một con điện trở thôi, nhưng mà mạch của bạn nó sẽ nhỏ gọn hơn, nó tiết kiệm chi phí hơn. Thì mình sẽ bỏ con điện trở nó đi, bỏ con điện trở nó đi, nó không cần xài nữa. Tại vì ở phía trong nó đã có một con điện trở kéo lên nguồn rồi. Và trong chương trình của các bạn sẽ phải thêm một cái lệnh nữa. Ở đây cái bột A DDRA bằng 0.00, tức là bột A là ngõ vào đúng không? Sau đó các bạn thêm một lần nữa là bột A bằng 0xFF. Cái lệnh này là cho phép các điện trở kéo lên. Tức là bình thường thì cái điện trở kéo lên nó không được sử dụng á. Chúng ta phải gắn thêm điện trở bên ngoài, nhưng mà chúng ta thêm cái lệnh này nữa thì cái con điện trở kéo lên ở bên trong nó sẽ hoạt động. Chúng ta không cần phải gắn thêm điện trở ở bên ngoài. Thì chúng ta thấy khi một cái bột nó là ngõ vào thì cái chức năng của cái thanh ghi bột là nó đều quy định là có sử dụng cái điện trở kéo lên hay là không. Nếu mà bằng một thì là cho phép cái điện trở kéo lên ngay tại cái chân đó. Còn ngược lại bằng không thì là không sử dụng điện trở kéo lên, không cho phép điện trở kéo lên. Mình dịch chương trình cho các bạn xem. Chạy chương trình. Các bạn thấy tại vì bên trong nó có các điện trở kéo lên rồi, cho nên tại đây mức logic của nó sẽ được xác định kéo lên nguồn, thì mức logic của nó sẽ là mức 1. Mặc dù ở bên ngoài nó không có kết nối gì hết. Bây giờ mình nhấn thử nút. Nhấn nút thì nó kéo xuống mức 0 đúng không? Led nó sẽ sáng lên, nút on. Nhấn nút off, led nó sẽ tắt đi. Chức năng của chương trình nó vẫn y như cũ, nhưng mà mình bỏ được hai con linh kiện, đó là hai con điện trở kéo lên tại cái nút nhấn ở đây. Đó là lý do tại sao mình thường hay sử dụng các cái nút nhấn tích cực ở mức thấp hơn là các nút nhấn tích cực ở mức cao. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.